Alo, chào anh em. Mình mới hoàn thiện được hai lưỡi này, chuẩn bị gửi cho một anh khách nữa. Một lưỡi móng heo với một lưỡi trứng rùa nha. Mọi người thấy mũi ngạnh như thế nào? Mũi ngạnh rất là bén nha anh em, rất là sắc luôn. Món heo với trứng rùa chuẩn của mình chưa có đánh bóng nha anh em. Khoan lỗ phía trong thì đã đánh bóng rồi nhưng mà ở ngoài thì chưa, để nguyên thép cho nó đỡ gỉ xét đó, anh em thấy không? Nhìn cái sống lưng đó, rất là dày dặn ha. Mũi ngạnh thì quá mướt luôn, mấy lưỡi này anh em câu là giật rất là nhẹ. Ok, anh em nào cần thì liên hệ qua số điện thoại cho mình ha. Đó. Chơi một cặp như thế này xài kỹ thì không biết bao giờ mới hư luôn á nè. Anh em để ý kỹ cái đường phía trong này nè, anh em thấy không? Cái đường này nè, từ cái ngạnh này nè đi tới mũi này nè, cái đường cong rất là mượt. Và mượt như thế thì giật cá nó mới ngọt được nha anh em. Ok, chào anh em.